Ê cả nhà, giờ xe đã chuẩn bị đi khu du lịch Làng Tre nha. Ở trường trường Bình Tiến nha cả nhà. Có khoảng 5 chiếc xe đã đi cả nhà ơi. Còn xe chắc. Lên xe nha. Hôm nay mình đi đi theo đoàn trường để đi du lịch làng du lịch Tre Việt nha cả nhà. Rất đông. Mình sẽ quay sơ làng Tre Việt nha cả nhà. Đây vô cổng đầu tiên của làng Tre Việt nha cả nhà. Để di chuyển đi vô trong nha, là Tre Việt nha cả nhà. Dạ mình di chuyển vô trong làng Tre Việt nha cả nhà ơi. Giờ các bạn nhỏ thay ra áo bà ba, đồ bà ba để đi tham gia trò chơi xuống ao nha cả nhà. Đồ bà ba rất là dễ thương. Rồi. Tôi sắp nước nào luôn rồi. Để tôi tắt cái này. Rồi.
Sao đâu con? Rồi các mày ơi, các mày xem mà tôi ổn định chưa nào? Rồi các mày là xem mà chỉ chuyển thành hai hàng rồi mình hiểu các bạn ở phía sau mình đi đâu vậy? Hàng của mình ở đây mà mình đi đâu xa quá vậy? Hai hàng các bạn ơi. Ban tổ chức đã thấy được đội mang áo nhanh nhất, có một
và đứng thẳng hàng nhất. Hai, một, đi cơ. Đội các bạn là gì? 3, 2, 1. Từ từ, 5, 2, 6, 2, 7. Anh Đậu khỏi tên là các bạn đọc tên thiệt tên. Ok, cộng 40 điểm dành cho đội siêu nhân. 5, 4. Tên đội các bạn là 1, 2, 3. Ông nghe gì hả? Thì kia là sao cũng có giá trị bị tiền mặt, thì giá dưới 50 triệu đồng dành cho một đội thắng mà thôi, nên cố gắng nha. Hiểu được chưa chứ? Dạ chơi thử đi, cho mày chơi thử. Dạ cô yên tâm, ở các trò này là không có liên quan tới đông hay ngắn. Ở các trò sau nữa còn nhiều trò lắm. Dạ cô yên tâm, đông thì thắng đường vào, nhưng mà trò sau chưa chắc đã thắng. Rồi chơi thử nha các bạn, chơi thử. 3, 1, chơi. Chơi thử thôi, chưa tính điểm, chơi thử thôi. Chơi thử rồi. Ok, đúng rồi, không buông tay nha. Vũ với lại kem chấm xét bên tay dùm anh nha. Đây, chơi thử đây, chơi thử đi con. Không có buông tay ra, bạn đã bất cứ lúc nào. Tay đã kéo qua là hiểu chưa? Trời ơi. Rồi, tay đi chân nha. Cái gì đâu, mình sẽ đâu màu xanh hết. Đúng rồi đó, đúng rồi. Cái này, ở trò chơi này các bạn kết hợp trò chơi dân gian là gì? Nhảy lò cò. Gọi gì nữa, chui thầm. Ừ, nói chuyện qua thấy không? Các bạn thử ơi, các bạn có thể chỉ mấy bạn nam chơi nhảy vòng sau lưng các bạn. Rồi mấy bạn nam sử dụng cái gì? Ừ, sử dụng cái eo của mình để eo. Hả, gì cầm tấm? Đó, cái này giống nhảy dây đó, hay chứ còn gì nữa. Rồi đó, vậy là tầm bậy đó, thấy chưa? Ừ, nhảy dây đó, vậy cũng tầm bậy luôn. Ừ, hết chuyện, à rồi, cô xíu đi.